Vào năm 1992, trái đất đã bị hủy hoại gần như toàn bộ hệ thực vật và cây cối không thể mọc được nữa. Giờ chỉ còn các hoang mạc ở khắp nơi, con người thì phải thở qua các mặt nạ dưỡng khí. Lúc này đã có sự xuất hiện của một công ty vũ trụ có tên là UTS. Họ đã đem lại hy vọng cho con người khi xây dựng được một hành tinh nhân tạo với hệ thực vật giống hệt trái đất. Tuy vậy, không phải ai cũng có được đặc quyền lên sống ở những thiên đàng xanh đó, vì nó chỉ dành cho tầng lớp giàu có và tinh tú nhất. Cha đẻ của đế chế UTS này chính là James Sullivan, một thiên tài khoa học hàng không vũ trụ và cũng là người giàu có nhất thế giới. Ông ta đã sống đến 152 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung, mọi người thậm chí còn tôn sùng ông ta như là một đấng cứu thế của nhân loại. Sullivan cũng đang có tham vọng biến sao hỏa thành ngôi nhà tiếp theo của con người, ông ta đang cho người nghiên cứu và cải tạo nó thành môi trường sống giống trái đất lúc trước. Nhân vật chính của chúng ta tên là Teho, anh đang phải tìm mọi cách để kiếm tiền đến nỗi phải ăn trộm gạo của bạn để đem đi cầm cố. Cuối cùng đôi giày đã bị họ lấy đi, tất cả chỉ là để xác nhận cái xác họ vừa mang về có phải là con gái của anh, nó đã bị mất tích cách đây vài năm trước. Không phải con gái anh, Teho sau đó lại quay trở lại không gian và tiếp tục nhiệm vụ nhặt các mảnh rác thải trong vũ trụ. Những thứ này cũng chính là do hành tinh nhân tạo của UTS thải ra trong quá trình xây dựng nó. Để tránh việc chúng va vào các thiết bị của UTS, họ đã thuê những người dám bán mạng như Teho làm việc này vì nó là một công việc dễ kiếm tiền dành cho người nghèo. Rồi lúc này Teho cùng các đồng đội của anh trên con tàu chiến thắng bất ngờ xuất hiện cướp miếng ăn của các đồng nghiệp khác. Teho là người lái tàu, một người máy tên là Búp thực hiện các hoạt động ở ngoài không gian, một người đàn ông tên Park là người vận hành động cơ. Và cuối cùng cô gái tên Giang là thuyền trưởng của con tàu. Giang dễ dàng điều khiển hệ thống máy móc và cướp đi mảnh rác đó, rồi Teho với kỹ năng lái tàu điêu luyện cũng đã cắt đuôi đám người đuổi theo. Nhưng không may Teho đang giả ngầu thì con tàu suýt đâm vào hành tinh nhân tạo, cậu ta né nó thì bị đâm vào anten của công ty. Sau đó mọi người trở về trung tâm vệ tinh quản lý rác thải của UTS, Teho đi nhận tiền nhưng quá đen cho anh, khi tiền dọn rác còn không bằng nửa tiền nộp phạt vì pha đâm vào anten lúc nãy. Teho chán nản về đánh bài với mọi người, cả ba đang cố sát phạt Búp để kiếm ít tiền từ nó. Nhưng cho dù họ cố lừa gạt kiểu gì thì nó đều phát hiện ra và tiền đều vào túi nó, do không lừa được AI mà cả ba xảy ra một trận choảng nhau. Một lúc sau, cả bọn kiểm tra mảnh rác kia xem có vơ vét được gì không, thì bỗng nhiên Teho phát hiện ra một bé gái ở trong đó. Đem về tàu định kiếm chút tiền thưởng, tuy vậy họ cũng không thể hỏi được cha mẹ của cô gái là ai. Trùng hợp đúng lúc đó thì kênh tin tức đưa tin, lính thiên hà của UTS đang truy tìm một người máy tên là Dorothy, do một tổ chức khủng bố tên là Cáo Đen chế tạo ra. Bọn chúng đã cài vào người nó một quả bom hydro với khả năng hủy diệt vô cùng nguy hiểm. Hình dáng của Dorothy lại giống hệt cô gái kia khiến mọi người phát hoảng và bỏ chạy mất dép về phòng của họ. Sau một lúc thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Dorothy bên ngoài vẫn hồn nhiên nói cười vui vẻ. Mọi người quyết định báo cảnh sát, nhưng họ là dân ngoài vũ trụ nên bị đưa vào hàng chờ. Teho thua mọi người sau đó anh phải đi ra kiểm tra tình hình. Tuy vậy bị Dorothy phát hiện ra làm anh ta sợ hãi, Teho cầm được hành lý của nó rồi lại bỏ chạy vào phòng. Trong đó có điện thoại với rất nhiều cuộc gọi nhỡ của một người tên Kang, Teho lúc này chợt nảy ra một ý tưởng. Trong lúc họ không để ý, Dorothy mắt bỗng nhiên đổi màu và dùng một sức mạnh nào đó, làm cái cây đã chết khô sống lại. Ít phút sau Teho và mọi người ra ngoài quán nước họp bàn kế hoạch, chắc chắn Dorothy rất quan trọng nên lính thiên hà mới đang truy tìm nó, nghĩ là rất đáng tiền. Anh thuyết phục cả nhóm làm phi vụ triệu đô, số tiền mà bọn họ nhặt rác cả đời cũng không bao giờ đủ, họ sẽ đem Dorothy đi trao đổi và đòi tiền chuộc từ tổ chức khủng bố báo đen. Thế là cả bọn thực hiện một cuộc gọi kết nối đến Kang để đòi 2 triệu đô tiền chuộc và hẹn địa điểm tại một club thuộc khu thương mại 32 vào ngày mai. Ngay lập tức Kang đồng ý mà không do dự. Trong khi cả bọn Teho đang ăn mừng thì lúc này Sullivan chủ đế chế UTS cũng đã nghe được cuộc trò chuyện. Ông ta liền ra lệnh cho các lính thiên hà đi bắt Dorothy đem về. Trong lúc đợi đến thời gian hẹn, Park được giao trông coi Dorothy và đã dần có cảm tình với cô. Anh giờ đã không coi Dorothy như một người máy mà là một con người. Cuối cùng thì thời gian đã tới, ở khu trung tâm thương mại số 32, Teho cùng mọi người đem Dorothy đến địa điểm giao hẹn. Bên trên lính thiên hà cũng đang theo dõi, mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp khi đã giao đủ tiền, thì ngờ đâu cái ba lô giấu Dorothy bên trong lại trống rỗng. Cả Teho lẫn Kang cùng người của tổ chức báo đen đều hoảng hồn chạy đi tìm kiếm. Ai ngờ Dorothy lại đang đứng giữa đám đông cuồng nhiệt ở hộp đêm, khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi bỏ chạy tán loạn khi thấy quả bom di động. Đội quân thiên hà bắt đầu khai hỏa, Park kịp cứu Dorothy ra. Tên lính số 1 tiếp tục bắn, mắt của Dorothy lúc này sáng lên. Đạn dường như bị một tấm khiên vô hình chặn lại giữa không trung, tất cả lính thiên hà tiếp tục cùng xả đạn vào cả hai, rất may Park đã kịp mang Dorothy đi. Tuy vậy quá đen cho cả bọn khi trong lúc hỗn loạn đã bị rơi 2 triệu đô, Giang lúc này hỏi chuyện vừa xảy ra lúc nãy là gì, sao Dorothy lại có thể làm được như vậy. Nhưng Dorothy không trả lời và bảo tên thật của nó là Nim,
Teho không vui khi mọi người đang đối xử với Dorothy càng giống như con người. Trong khi đó, ở tổng hành dinh của đế chế UTS, một cuộc họp giữa các thành viên cấp cao được tổ chức sau vụ việc và Sullivan giải thích cho mọi người. Gốc rễ của công nghệ tạo ra hành tinh nhân tạo của UTS chính là các nanobot. Công nghệ này cũng đang được triển khai ở trên sao hỏa, tuy vậy nó cũng có nhược điểm. Có một loại sóng tên là Krypton sinh ra từ quả bom khi Dorothy phát nổ và sẽ vô hiệu hóa toàn bộ nanobot nên họ phải nhanh chóng tìm được Dorothy. Bên kia ở công xưởng của UTS, mọi người đang đợi sửa lại con tàu chiến thắng rồi sẽ liên lạc với Kang. Teho vẫn buồn chán vì chuyện mất tiền, đột nhiên Nim đi tới bảo cậu về cái cây cà chua, nó giờ đã mọc sum xuê quả, Teho liền nảy ra ý định kiếm tiền và đem chúng đi bán. Vì đồ tươi như thế này ở ngoài trạm vũ trụ là không bao giờ có, mọi người sau đó tranh nhau mua, thế là Nim dễ dàng lấy lòng được Teho. Trong khoảng thời gian này, Nim ngày càng trở nên thân thiết với mọi người hơn, con bé được Búp kể cho nghe về xuất thân của từng thành viên trên tàu. Bắc trước đây hóa ra là một tay xã hội đen có tiếng, anh ta bị án tù ở trái đất nên phải ra vũ trụ trốn, tuy vậy tiền bẩn mà anh ấy kiếm được đều cho người nghèo. Trong khi thuyền trưởng Giang thì nó không có thông tin gì về cô ấy, còn bản thân Búp đang dành dụng tiền và chỉ có một mong muốn duy nhất là được cấy ghép ra toàn thân để trông giống một con người. Cuối cùng là Teho, người có một quá khứ đầy đau khổ khi trước đây từng là chỉ huy số 1 của lính thiên hà. Tuy vậy trong một lần thi hành nhiệm vụ, anh ấy đã thấy được một đứa trẻ sơ sinh nhưng thay vì phải đầy xuống trái đất theo luật, thì Teho giàu lòng nhân ái đã làm trái luật mà nhận nuôi đứa trẻ. Kết cục là anh trở thành một ông bố hạnh phúc bên đứa trẻ, nhưng đổi lại anh đã bị đuổi khỏi ngành rồi đã trở nên nghèo kiết xác, hai bố con sau đó phải sống đầu đường xó chợ. Trong lúc Teho đang chơi bạc kiếm tiền thì con gái anh đi ra ngoài, và đúng lúc này bọn họ bị một mảnh rác thải va phải khiến con gái của Teho bị thổi bay vào không gian. Nhưng Teho vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích con gái dù phải bỏ một số tiền rất lớn, đó cũng là lý do tại sao Teho đến tận bây giờ vẫn bất chấp làm mọi thứ để kiếm tiền. Quay lại hiện tại, lúc này nhóm của Teho đã sửa xong tàu và liên lạc lại với Kang để trao đổi Nim, tuy vậy lúc họ không để ý mà có kẻ đã bí mật đem Nim đi. Sau một cuộc rượt đuổi, Park đã bắt kịp và hạ gục đám người đột nhập, hóa ra đám người này đều là đồng nghiệp của họ ở công xưởng rác thải. Hơn nữa bọn họ đều là thành viên của tổ chức cáo đen, sau đó họ đã kể toàn bộ sự thật về Nim cho mọi người, thật ra Nim chính là con người và là con gái của nhà khoa học Kang. Còn cáo đen không phải là tổ chức khủng bố như những gì UTS lan truyền mà họ thực chất là một tổ chức bảo vệ môi trường ở trái đất. Họ luôn bị quân lính thiên hà của UTS săn đuổi và tàn sát nhằm bịt miệng họ, Kang là một tiến sĩ nghiên cứu về công nghệ nanobot của UTS. Trước đó Nim mắc một căn bệnh lạ về hệ thần kinh không thể cứu chữa, nên Kang đã đánh cược tiêm vào người Nim các nanobot do chính ông lập trình để truyền tín hiệu cho nhau. Cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện, không những các nanobot trong người Nim bắt đầu trao đổi tín hiệu giúp hệ thần kinh của cô hồi phục và khỏi bệnh. Mà hơn nữa Nim thậm chí có thể điều khiển nanobot trong người để giao tiếp với những nanobot ở bên ngoài. Điều này mang tới cho Nim thứ năng lực độc nhất vô nhị, đó là hồi sinh được thực vật đã chết. Sullivan cũng nhận ra cái năng lực này của Nim và đã cướp Nim khỏi Kang rồi mang lên sao hỏa để tái thiết. Nghĩa ra Sullivan nên dùng Nim để tái sinh lại trái đất nhưng Sullivan lại không làm như vậy. Ông ta coi những con người đang ở trên trái đất là một loài kém phát triển và không xứng được hưởng thiên đàng xanh của Sullivan, rồi khi sao hỏa thành công, ông ta sẽ loại bỏ Nim. Mà Nim được các nanobot bảo vệ, nên việc tiêu diệt Nim là không hề dễ. Sullivan đã cho người lắp đặt trái bom hydro ở bên trong động cơ của công xưởng rác thải. Rồi ông ta sẽ đưa Nim đến đó và kết hợp với quả bom để tạo ra một thứ với sức công phá khủng khiếp lên toàn bộ bề mặt trái đất và hủy diệt hơn 3 tỷ sinh mạng. Đồng thời biến sao hỏa của ông ta thành nơi duy nhất có thể sinh sống trong tương lai và càng khẳng định vị thế của Sullivan. Giờ đây Teho cùng đồng đội đã hiểu rõ bộ mặt thật của Sullivan. Nhưng còn chưa kịp định thần thì quân lính thiên hà đang truy lùng Nim ở ngoài, tình thế nguy cấp. Teho đưa Nim chạy đi trốn, hết chui ống thông gió rồi tới chạy thục mạng trên lan can để nhảy sang con tàu chiến thắng. Không may lúc này chỉ huy số 1 lính thiên hà đã giật lấy Nim rồi cả hai đã rơi xuống dưới, phe này tưởng đã tiêu thì ngờ đâu Park đã kịp thời đu dây tới cứu lấy cô. Con tàu chiến thắng sau đó tăng hết tốc lực lao đi, nhưng lại bị tên lửa phóng trúng khiến con tàu mất lái rơi vào trường mảnh vụn không gian. Đây là trường không gian với hàng tỷ các nanobot dễ dàng ăn mòn các kim loại khi con tàu dần hư hại. Mọi người dường như đã mất hết hy vọng mà đón nhận cái chết thì lạ thay, ánh mắt của Nim lại tiếp tục đổi màu và phép màu cũng xuất hiện. Toàn bộ nanobot ăn mòn đã tách ra khỏi con tàu và nhờ đó mà họ có thể thoát khỏi mảnh vụn không gian, sau đó tàu chiến thắng hướng đến điểm hẹn để trao trả Nim về cho Kang. Và cuối cùng Nim đã đoàn tụ với cha cô. Nhưng sự cảm động kia chưa kéo dài được bao lâu thì Giang chợt nhận ra các quả bom xung điện từ đang được lắp ở ngoài. Rồi các vụ nổ xảy ra, ngắt mọi kết nối hệ thống điện và người máy Búp cũng bị tê liệt. Quân lính thiên hà xông vào rồi bắt đầu xóa sổ toàn bộ người ở đây, ngoại trừ các thành viên trên tàu chiến thắng cùng Nim là phải bắt sống. Kang cùng các thành viên báo đen đã bị tiêu diệt, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Ngay sau đó Sullivan cũng xuất hiện,
ông ta để nhóm của họ sống vì Sullivan coi họ là những thiên tài có thể làm được việc cho hắn trong tương lai. Giang hóa ra trước đó là một thiên tài chế tạo vũ khí của UTS và đã phản bội lại Sullivan khi biết được con người thật của ông ta. Trong lúc mọi người đều ngất hết, chỉ còn mỗi Tae-ho, ông ta nói ra luôn cái kế hoạch phá hủy trái đất và dùng 4 triệu đô để bịt miệng anh. Vì biết Tae-ho đang cần tìm con gái, hắn làm tất cả cho đấy chỉ vì hắn thích thấy bản chất của những người nghèo khi thấy tiền làm mờ mắt họ. Rồi Sullivan cùng lính thiên hà rời đi để hủy diệt trái đất. Sau đó Sullivan xuất hiện trên truyền hình như đấng cứu thế, tuyên bố trước toàn dân cư về việc quá trình cải tạo sao hỏa đã hoàn thành. Còn lúc này trên tàu chiến thắng, mọi người giờ đây đã chia cắt, thuyền trưởng Giang cùng Park Hạ quyết tâm liều chết đi cứu Nim thì Tae-ho khuyên mọi người nhận lấy phần tiền của mình, họ không thể chống lại nổi Sullivan. Bên kia Sullivan cũng đã cho kích hoạt bom hydro trong công xưởng rác thải và cho lính canh chừng nghiêm ngặt Nim ở đó. Khi đang trong thời gian ngồi chờ đợi kết quả tìm tung tích con gái, Tae-ho xúc động lục lại những kỷ vật của đứa con. Anh đọc lại vở ghi chép của con gái và hàng loạt ký ức ùa về khiến anh không thể cầm được nước mắt và khi đọc đến câu cuối cùng. Con cũng muốn trở thành người tốt như bố, nó đã thức tỉnh giúp Tae-ho thay đổi, anh không thể bỏ mặc Nim như vậy và cùng mọi người đi giải cứu. Sau đó mọi người vào vị trí, Giang cũng trang bị khẩu súng trước đó cô chế tạo ở UTS, thấy con tàu chiến thắng rời khỏi. Các máy bay không người lái của lính thiên hà đuổi theo, mọi người phối hợp hạ gục hết chiếc này đến chiếc khác, rồi đã đến được công xưởng đang rơi xuống trái đất. Mọi người vào trong cứu Nim nhưng họ không thể hủy được quả bom hydro, khi nó phát nổ sẽ tạo ra vụ nổ trong vòng bán kính hơn 5.000 km. Và sóng Krypton sẽ vô hiệu hóa toàn bộ nanobot trong người Nim, cách duy nhất là đưa con bé ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của sóng Krypton. Lúc này tên lính số 1 cũng xuất hiện, cả Tae-ho và thuyền trưởng Giang cùng người máy búp đều bị đánh gục, còn Park quyết liều mạng nhốt mình cùng tên chỉ huy kia trong phòng kín sau một trận khổ chiến. Cuối cùng Park đã loại bỏ được tên chỉ huy với cái bàn tay làm chiến lợi phẩm, nhưng đây chưa phải lúc ăn mừng, cả đội liền khởi động cho tàu chiến thắng phóng đi càng xa càng tốt. Mà ngay lúc đó họ bị cả trăm thiết bị bay không người lái lao đến, đây chính là lúc họ cần phải có thêm đồng minh. Thuyền trưởng Giang nói toàn bộ sự thật với các đồng nghiệp ở công xưởng và ai cũng đều coi trái đất là nhà của họ nên đã tới hỗ trợ cho cả bọn rời đi. Cùng lúc này tin tức đưa tin đoạn hội thoại giữa Sullivan và Tae-ho, hóa ra anh ta đã ghi âm lại để mọi người biết được bộ mặt thật của ông ta. Bên kia khi tàu chiến thắng đã gần ra khỏi phạm vi 5.000 km thì lúc này Sullivan đã xuất hiện ở đây, hắn lao về phía mọi người và tàu chiến thắng đang bị hắn phá hủy. Thời gian quả bom nổ còn chưa đầy một phút, mọi thứ dường như đã trong tình trạng không thể cứu vãn thì đến lúc này, cũng là lúc con tàu chiến thắng lao ra khỏi bán kính 5.000 km. Tae-ho cùng đồng đội mới dành tặng cho tên Sullivan một món quà bất ngờ, đó là quả bom hydro đang được đem theo bên trong tàu chiến thắng. Và ngay từ đầu cả bọn đã lên kế hoạch để Nim ở lại công xưởng. Họ sẽ cùng tàu chiến thắng mang quả bom đi cảm tử, rồi một vụ nổ cực mạnh phát ra tiêu diệt Sullivan và mọi người. Sau đó, mọi công dân trên hành tinh nhân tạo UTS hay người dân dưới trái đất đều thở phào nhẹ nhõm vì trái đất đã tránh được thảm họa. Ở công xưởng, mọi người đang đau buồn cho số phận phi hành đoàn của con tàu chiến thắng, thì lúc này con mắt của Nim lại lần nữa đổi màu. Cứ mỗi lần như vậy là lại có một phép màu xuất hiện và lần này cũng vậy, tàu chiến thắng đang được các nanobot bảo vệ và che chắn khỏi vụ nổ kia. Nim đã điều khiển các nanobot ở trường mảnh vụn không gian và chúng không thể bị phá hủy, cuối cùng toàn bộ mọi người đã sống sót. Ban lãnh đạo UTS sau đó gửi toàn bộ người dân trên trái đất lời xin lỗi và hứa sẽ ra sức cải tạo lại trái đất. Một thời gian sau, người máy búp giờ đây đã được khoác lên người bộ da hoàn hảo của một cô gái trẻ đẹp. Dù không thể đưa đứa con gái Suni trở lại nhưng thông qua khả năng của Nim kết nối với các nanobot xung quanh Suni, đã giúp Tae-ho mãn nguyện khi được nói lời tạm biệt với con gái và Nim giờ đây chung sống cùng phi hành đoàn con tàu chiến thắng như một gia đình. Thi thoảng Nim sẽ lại được đưa xuống trái đất để cải thiện lại hành tinh của chúng ta. Phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.